giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh ở Hoa Kỳ. Rất vui mừng được đến gặp bà con cô bác tại cái hội trường rất ấm cúng đang nối vòng tay lớn này. Trước hết xin thay mặt cho các đồng chí trong đoàn và với tình cảm cá nhân xin gửi tới bà con cô bác lời chào, lời thăm hỏi thân thương nhất từ quê hương yêu quý của chúng ta. Tại cuộc gặp mặt thân mật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những tình cảm của kiều bào, trong đó không chỉ có bà con sống ở Hoa Kỳ mà còn có những người đến từ Canada không quản đường xa có mặt tại cuộc hội ngộ này. Nhiều kiều bào cũng mong muốn được Tổng Bí thư chia sẻ nhiều hơn những vấn đề trong nước, để qua đó xác định rõ hơn những công việc mình cần phải làm để chung tay xây dựng vì Tổ quốc thân yêu. Bà con kiều bào cũng cho biết, qua theo dõi truyền thông những ngày qua, rất phấn khởi về kết quả thành công của chuyến thăm của Tổng Bí thư, qua đó quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng phát triển thiết thực và ổn định. Chân thành và cởi mở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi cuộc sống của kiều bào, chia sẻ tình hình đất nước, đường lối đối ngoại, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và khẳng định những thành tựu của đất nước ngày hôm nay có một phần đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có kiều bào sống ở Hoa Kỳ. Ta là người Việt Nam. Dù đi đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Người Việt Nam có rất nhiều nét riêng, đáng tự hào, yêu nước, thương nòi, tương thân tương ái, rất là tình nghĩa. Có khi nhịn phần mình để nhường cho người khác. Cái đó là cái tình nghĩa đồng bào, nó cao, nó sâu lắm. Thì em chỉ mong các bác, các anh, các chị, các đồng chí, chúng ta luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Dù mang quốc tịch của nước ngoài, nhưng mà vẫn là đồng bào. Có điều kiện về vật chất thì góp sức xây dựng quê hương đất nước. Có điều kiện tinh thần, khả năng, tình cảm, hướng về quê hương đã là quý lắm rồi. Làm công tác tuyên truyền ra bên ngoài, nói về Việt Nam chúng ta, giới thiệu về hình ảnh Việt Nam chúng ta ra nước ngoài. Quảng bá cho nền văn hóa Việt Nam ở nước ngoài. Mà bản thân từng người sống làm sao mẫu mực để người ta phải kính nể mình. À, đây là người Việt Nam. Con Lạc Cháu Hồng. Là cộng đồng người Việt lớn nhất ở nước ngoài, chiếm hơn một nửa trong số hơn 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn kiều bào ở Hoa Kỳ tiếp tục có những đóng góp thiết thực về quê hương. Yêu nước là cần mọi tấm lòng cùng xây dựng đất nước giàu mạnh. Còn những hành động ngược lại, chính là đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch nước Trần Đại Thắng đã tiếp thân